Trước khi tôi tống cổ cậu đi, làm ơn hãy tự ra khỏi nhà tôi. Cút khỏi nhà tôi ngay. Alo, Rodney. Rodney, Rodney, mở mắt ra nào. Rodney, mở mắt ra. Rodney, tránh ra một bên đi. Bỏ con bé ra. Bỏ tay ra khỏi người con bé. Tôi không phải là mẹ của cậu nữa. Rodney, đôi khi anh thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Nhưng mà có một điều luôn động viên anh lúc đó là em vẫn còn tin tưởng ở anh. Em tin anh chứ. Cho dù gia đình chúng ta có trải qua bao nhiêu vấn đề, em cũng phải tin anh. Anh sẽ cứu gia đình mình khỏi mọi khó khăn. Anh sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Rodney. Nếu như em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, thì các mối quan hệ sẽ hàn gắn lại như xưa. Anh chỉ mong thật nhanh tìm ra thủ phạm đứng sau chuyện này, để tôi cho cậu biết ai mới là thủ phạm ở đây. Chính cậu là người đã đứng sau mọi chuyện đó, Sida. Cậu thấy xung quanh ở đây còn ai khác nữa không? Cậu đã khiến cho Rodney phải tự tử ngày hôm nay đó. Mẹ à con. Mẹ, đừng nói như vậy mà. Cậu không thể thoát tội được đâu. Kesa, cháy mất rồi. Hả? Cháy rồi. Gọi cứu hỏa đi. Cháy sao? Tại sao chứ? Mẹ. Ôi, ôi thần Linh ơi, sao chị lại đốt đồ của Sít vậy? Tôi muốn biến chúng thành tro để tôi không nhìn thấy chúng nữa. Tôi muốn dứt bỏ mọi thứ thuộc về cậu ta. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Sao cậu ta dám đùa giỡn với cuộc đời người khác? Điều gì sẽ xảy ra với Rodney đây? Cậu ta đã làm khổ con bé đến mức nó phải tự tử. Và tôi không thể nào chịu đựng được con người cậu ta nữa. Tôi nói thật sự, tôi đã chán ngấy rồi. Mẹ. Mẹ, sao vậy mẹ? Sida, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu nghĩ người khác không có cảm xúc hay sao? Cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác hết. Cậu nói bất cứ điều gì mà không cần suy nghĩ thấu đáo. Cậu muốn làm theo ý của mình. Lỡ như Rodney có mệnh hệ gì thì sao đây? Cậu có đền con gái cho tôi không hả? Sao cậu còn đứng ở đây? Mau cút khỏi nhà tôi đi. Nhanh lên, cút khỏi nhà tôi. Mẹ làm ơn đi. Mẹ làm ơn đi. Rớt đi. Hôm nay em cứ để mẹ nói ra hết đi. Mẹ có ác cảm với anh từ đó giờ mà. Có lẽ là mẹ không ưa anh. Anh muốn mẹ nói ra hết những suy nghĩ của mẹ về anh. Đây không phải là lỗi của mẹ, là lỗi của anh. Là anh đẩy mẹ. Là anh đã đẩy mẹ đến cảm xúc này. Anh thừa nhận là anh sai rồi. Mẹ có suy nghĩ không tốt về anh. Và mẹ nghĩ như vậy cũng đúng mà. Nhưng anh muốn nói với em là anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em rất nhiều, Rodney. Và anh cũng yêu cả gia đình này. Dù anh có phải đánh đổi cuộc đời mình, thì anh không thể để gia đình này bị hủy hoại được. Cậu đóng kịch xong chưa vậy hả? Hãy biến giùm đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Làm ơn, đi đi.
mẹ đang giận nên nói vậy thôi, anh đừng để trong lòng đó. Làm ơn đừng bỏ em đi mà. Buông con bé ra. Làm ơn đi Xích Đa. Không. Không Xích Đa. Xích Đa dừng lại đi. Xích Đa đừng đi mà. Xích Đa đừng đi mà. Xích Đa làm ơn đi anh. Rớt đi, để cậu ta đi đi. Xích Đa. Xích Đa dừng lại đi mà Xích Đa. Còn có thôi đi chưa? Mẹ, cậu ta không xứng đáng với con đâu. Con xứng đáng với một người tốt hơn nhiều. Cậu ta chỉ làm khổ con thôi. Hãy để cậu ta đi đi. Và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Xích Đa, dừng lại. Không, đừng vương vấn nữa. Để hỏi thử xem Xích Đa như thế nào rồi. Wow, tắt điện thoại luôn rồi. Xích à, mày nghĩ rằng mày sẽ không phải đối diện với tao nếu như điện thoại mày tắt hay sao? Không đâu. Nếu mày dám giở trò qua mặt tao, tao sẽ khiến mày chịu rất nhiều đau khổ trước khi tao có thể giết mày đó. Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, rồi sau đó xóa sổ mày khỏi cuộc đời tao. Xích Đa, rớt đi, có chuyện gì vậy? Xích Đa. Bình tĩnh đi con, cậu ta sẽ ổn thôi mà. Mẹ tin chắc là không sao đâu. Sao thần linh cứ thử thách chúng ta vậy chứ? Mẹ làm ơn thôi đi. Mẹ còn nói như vậy nữa sao? Tất cả là tại mẹ. Mẹ luôn luôn phỉ báng anh ấy. Mẹ chưa bao giờ tôn trọng anh ấy, mà luôn coi thường và cằn nhằn anh ấy bất cứ lúc nào. Mẹ không dành tình thương cho anh ấy. Mẹ không biết con sẽ thế nào nếu như anh ấy bị gì đâu. Con sẽ chết nếu như không có anh ấy đó mẹ. Nè, không phải vậy đâu. Rớt đi à. Xích Đa sẽ không sao đâu con. Tin mẹ đi, cậu ấy sẽ ổn thôi. Có chuyện gì vậy hả? Rodney. Chuyện gì? Mẹ ơi, Rodney ở trong đó. Ôi. Được rồi, con à. Con đừng khóc nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa con à. Không sao đâu. Tôi thật sự xin lỗi. Hôm nay tôi đã la mắng cậu ấy nặng lời. Nhưng mà tôi không muốn chuyện này xảy ra. Tôi không thể ngờ cậu ấy lại bị tai nạn như vậy đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Bác sĩ, đó là con trai tôi. Còn tôi như thế nào rồi? Chúng tôi chưa thể kết luận điều gì. Con trai của anh còn sống. Cậu ấy vẫn còn thở. Nhưng mà cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê. Cậu ấy không thể nghe thấy, cũng như không thể nào cử động được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với chuyên môn của mình.
Rodney. Rodney con à? Ôi, đang trong tình trạng hôn mê sao? Sida à? Sida. Ôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mẹ tin Sida sẽ vượt qua được mà. Sẽ không sao đâu con, đừng khóc nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sida đâu. Rodney, mẹ xin lỗi con. Sít à, sao cậu lại có thể như vậy chứ? Sao cậu có thể rời bỏ chúng tôi như vậy? Không, Sít. Không, Sid. Tao không thể để mày chết dễ dàng như vậy được đâu. Sự trả thù của tao vẫn chưa hoàn tất mà. Sida, Kusana. Trò chơi vẫn chưa hề kết thúc đâu. Ba, có một con cừu nhỏ. 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 Mày là đồ ngốc. Mày thậm chí còn không biết Joker là ai nữa. Và không biết hắn ta dự định sẽ làm gì. Vậy để tao nói cho mày nghe. Tao là Joker. Joker đang ngồi ngay trước mặt mày đây. Dậy đi nào. Hãy bắt tao đi. Bắt tao đi chứ. Mày bắt buộc phải tỉnh lại đó, Sida. Tại vì tao vẫn chưa xong kế hoạch trả thù.
Tao sẽ là người giết mày. Tao sẽ giết mày từ từ. Và tao sẽ tận hưởng điều đó. Dạ. Tại sao là anh hả cha? Tại sao? Tại sao phải như vậy hả cha? Tại sao? Tôi biết nếu tôi làm tổn thương cái tôi của Sóc Cơ, hắn ta sẽ lộ diện ngay. Nhưng mà tôi không bao giờ có thể ngờ rằng anh có thể là Sóc Cơ. Tôi đã coi anh là gia đình của mình. Tôi coi anh là bạn, một người anh trai của tôi. Nhưng mà anh lại đâm sau lưng của tôi. Anh không nên làm như vậy đâu cha. Anh giả vờ là một người bạn và tấn công gia đình tôi. Điều đó không đúng. Anh đã gây nguy hiểm đến tính mạng của Johnny. Điều đó cũng không đúng. Và Aisha, con gái của tôi, con bé chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai. Anh lại đi tổn thương con bé. Như vậy thì càng không đúng. Tôi có thể tha thứ cho anh vì đã cố gắng làm tổn thương tôi. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì anh đã làm tổn thương gia đình tôi. Sita bây giờ thế nào rồi? Liệu anh ấy có thoát khỏi nguy hiểm không? Không có sự cải thiện nào trong tình trạng của anh ấy. Vậy các người còn ở đây làm gì chứ? Mình cần nói chuyện với Johnny. Chúng ta nên đưa Sita đi nơi khác để mà điều trị. Bởi vì các người chưa làm được gì giúp cậu ấy. Không, chúng ta không thể rời khỏi đây. Mình hy vọng bác sĩ xử lý được da. Nếu cậu muốn thì cứ làm như vậy. Nhưng nếu cậu làm vậy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra. Sid đang muốn nói chuyện riêng với Rodney. Mình cần phải làm điều gì đó. Dạ. Cậu ra ngoài một chút được không? Cứ để Rodney ở đây an ủi Sid đã. Cô ấy có thể ở đây trông nom chồng của cô ấy một chút. Tôi sẽ thông báo với mọi người đừng để ai vào đây làm phiền. Nào, ra ngoài với tôi. Mẹ, Sid không nghe con nói. Mẹ kêu anh ấy tỉnh dậy đi. Sid, làm ơn mở mắt ra đi con. Tại sao con lại làm như vậy với mẹ và Rodney? Hãy mở mắt ra đi mà con. Làm ơn đi, Sid da. Làm ơn đi con. Con xin lỗi mẹ, ba và Rodney. Con đã làm cho tất cả mọi người phải đau khổ. Nhưng con phải cẩn thận khi có cha ở xung quanh. Anh ta có thể phát hiện ra mọi chuyện ở đây. Đó là lý do tại sao con không thể tiết lộ điều này với mọi người. Một khi con cứu được Aisha, con sẽ tiết lộ bản chất thực sự của cha trước mặt mọi người. Dạ, hãy nhìn tình trạng của Sida đi. Mọi thứ ngày càng xấu đi rồi cha. Bây giờ phải làm sao đây? Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà anh cảm thấy em đang có điều gì đó ở trong đầu. Tại sao
Em không nói cho anh hả, sốt đi. Không, mình sẽ phải làm gì đó trước khi bị lộ. Dạ, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi nào. Em... Bác sĩ nói thế nào? Mẹ, tình trạng của anh ấy không có gì thay đổi. Anh ấy vẫn còn hôn mê. Thật là may mắn, họ đã ngừng nói chuyện về nó rồi. Sích Đà của chúng ta là một người đàn ông mạnh mẽ mà. Thằng bé rồi sẽ ổn thôi. À, Rodney à, ra đây một lát nào. Em đang định nói gì với anh có phải không? Mẹ, con sẽ quay trở lại ngay. Ôi, ôi, gì vậy? Ôi, 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 thím Trách Sâm à, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì nào? Có con ma. Ôi, ôi, không biết như thế nào, nhưng mà thím nhìn thấy Sích Đa đã mở mắt. Thím à, đừng có la nữa, đây là bệnh viện đó, đừng có làm ồn mà. Nhưng mà Sích đã mở mắt, em đã nhìn thấy Sích mở mắt mà. Đôi mắt của Sích đã mở. Anh cần phải tin em. Em không có nói dối đâu mà. Đi đi, em không hề nói dối đâu. Hồi nãy em thích Sích Đa mở mắt thiệt mà. Cậu ấy đã mở mắt đó. Nè, chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ, Sích Đa đã mở mắt ra rồi. Chính tôi nhìn thấy, mở to mắt sau đó nhắm lại. Không thể có chuyện đó đâu. Hãy nhìn vào nhịp tim và huyết áp của cậu ấy đi. Chúng đều rất yếu rồi. Không thể có chuyện cậu ấy mở mắt được đâu. Nhưng mà tôi không hề nói dối đâu bác sĩ. Làm ơn, đừng quấy ra ngoài nào. Kisa, lần sau ở nhà giùm đi. Đi nào. Không, Sích đã mở mắt mà. Đi đi, em nói thiệt đó. Ôi, cảm ơn thần linh. Suýt chút nữa bị lộ rồi. Nhưng mình phải sớm tìm cơ hội nói chuyện với Rodney thôi. Vậy thì càng tốt. Ok, cảm ơn rất nhiều bác sĩ. Có một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Mỹ, và anh vừa nói chuyện với ông ấy. Ông ấy sẽ lên chuyến bay tiếp theo tới Ấn Độ. Và khi ông ấy đến đây, chúng ta sẽ giao Sích Đa cho ông ấy điều trị. Sích Đa sẽ bình phục mà thôi. Sẽ không sao đâu em. Được như vậy thì quá tốt rồi. Nè mọi người, tôi đã nói là không được tụ tập ở trong phòng rồi mà. Hãy để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Làm ơn đi. Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Rodney à, con chưa ăn uống gì hết. Về nhà một lát đi. Có ba mẹ ở đây canh chừng được rồi. Đi đi, đi đi con. Về nhà đi. Không ba, con sẽ không đi đâu cả. Con muốn ở bên cạnh Sích Đa. Con sẽ ở lại đây. Đừng có bướng bỉnh nữa mà con. Mẹ làm ơn đi. Không sao đâu bác Khujana. Đừng lo lắng, con sẽ ở lại đây với Rodney. Con sẽ thông báo cho bác nếu như có bất kỳ vấn đề gì, hai bác yên tâm đi. Rodney à, đi thôi. Ờ, à, dạ em, không sao đâu. Chúng ta đợi ở bên ngoài. Đi nào.
Xích Đa, nghe anh nói nè, Roddy. Nghe anh nói nè, da chính là sốc cơ. Xích Đa, anh đang nói gì vậy? Da là kết quả tất cả mọi chuyện. Lắng nghe anh đi nào, anh không có nhiều thời gian. Da chính là sốc cơ. Da chính là người bạn tốt nhất của em. Chúng em là bạn từ thời thơ ấu, làm sao có thể là anh ấy chứ? Anh đang hôn mê mà, anh không có nhiều thời gian. Tất cả là mưu kế. Anh đã giả vờ như vậy để sốc cơ có thể lòi ra bộ mặt thật của mình. Và thật sự điều đó đã xảy ra. Gia chính là sốc cơ. Mọi chuyện đã xảy ra với gia đình chúng ta từ trước đến nay. Vụ tấn công em, vụ bắt cóc Aisha, vụ nổ buổi lễ khai trương của mẹ đều là do anh ta sắp đặt. Nghe nè, chúng ta phải hành động nhanh lên. Đây không phải là lúc do dự. Chúng ta phải lật tẩy anh ta. Nhanh nào. Gia đã bắt cóc con chúng ta sao? Em sẽ không tha cho anh ta. Anh ta phải đi tù vì điều đó. Không 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 không. Bây giờ không thể làm gì được đâu. Aisha vẫn ở trong tay anh ta. Anh ta có thể làm hại Aisha. Chúng ta còn lựa chọn nào khác không? Chúng ta thậm chí không biết con bé ở đâu. Đó là điều chúng ta phải tìm ra. Nghe nè, Bintu đã dò được khu vực hắn nhốt con bé rồi. Cậu ấy đã tìm được đến chỗ đó. Anh đến đó vào dịp lễ Holi nhưng không tìm thấy Aisha. Anh phải đi ra khỏi đây. Anh phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Anh cần em giúp anh. Một khi anh tìm được Aisha, anh sẽ lo liệu mọi việc còn lại. Alo. Cái gì? Anh đang ở bên ngoài sao? Không không không, đừng vào. Tôi sẽ ra ngoài. Tôi sẽ ra đó ngay. Ừ ừ, đợi đó đi. Nhưng mà anh hứa với em rốt đi, anh sẽ đưa Aisha trở về. Điều tồi tệ nhất đã qua rồi. Joker chơi đùa như vậy là đủ rồi. Bây giờ sẽ đến lượt của anh. Ameta, đứa trẻ đó ngày càng khó xử lý rồi. Còn nhỏ như vậy mà nó gây ra đủ thứ rắc rối cho chúng tôi. Nó cứ khóc, la hét om sòm, đúng như là một thứ phiền toái. Cậu cũng biết khu phố Sabada đó rồi. Nhà cửa san sát với nhau. Nếu như có ai đó nghe thấy tiếng hét của nó, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó, ông Meta. Chúng tôi không thể nào giữ con bé được nữa. Nè, thưa ông Meta, chúng ta cần phải tìm cách gì khác đi. Sabada, Aisha đang ở Sabada. Mình có thể theo chân bọn chúng đến đó. Mong là Roddy có thể lo liệu mọi việc ở đây. Nếu anh muốn chúng tôi trông chừng con bé thì anh cần phải trả thêm tiền. Các người giỡn mặt với tôi sao? Một đứa trẻ mà cũng không coi được. Được rồi, tôi sẽ đưa thêm tiền. Nhưng phải canh giữ con bé cho cẩn thận đó. Chờ ở đây đi, tôi đi lấy tiền. Được. Dạ. Sao dạ có thể là sốc cơ được chứ? Anh ấy là bạn thời thơ ấu của mình. Anh ấy là người bạn tốt nhất của mình. Vậy mà dạ đã giở trò với vợ chồng mình suốt thời gian qua. Ôi, Anh ấy đã cố hãm hại Xích Đa. Anh ấy còn bắt cóc Aisha, con gái của mình. Anh ấy đang cố hủy hoại gia đình của mình. Ôi, bạn tốt của mình đã làm tất cả những chuyện này mà mình không hề hay biết. Ôi không, mình đã tin tưởng anh ta. Nếu gia làm tất cả những chuyện này thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta. Mình sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Mình cần phải giúp đỡ Xích Đa để chấm dứt chuyện này. Chuyện này thật quá tồi tệ. Rách đi. Thiếm rách xong. Muộn thế này rồi, sao thiếm còn ở đây nữa vậy? Nhỏ nhỏ thôi, nếu không mọi người sẽ la thiếm đó con à. Nhìn nè, rách đi. Cái gì đây? Đây là một lá bùa hộ mệnh. Một vị thánh để đưa cái này cho thiếm đó. Thiếm sẽ buộc cái này vào chân của Xích Đa. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Thiếm nghĩ sẽ có tác dụng để thiếm buộc vào chân của Xích Đa.
chân của Sích Đa, làm ơn đi. Được không? Thím à đi buộc nó đó. Thím à, chờ đã. Chờ đã. Chờ đã, thím trách Sâm. Thím mất trí rồi hả? Thím định làm gì chứ? Nghĩ sao mà thím đến phòng của Sích chứ? Anh ấy là chồng con và anh ấy là đàn ông mà. Y tá đang thay đồ cho anh ấy, sao thím vào được? Không, thím chỉ muốn cột dây thôi. Thím thề là thím không có nhìn trộm Sích. Thím sẽ bịt mắt lại, được không? Được không con? Được chứ. Thôi rốt đi. Nè, con bịt mắt thím thiệt hả? Rốt đi à? Hay để thím nhắm mắt thôi được mà. Rốt đi. Đi nào. Con đưa thím đến chỗ của Sích Đa. Sao dừng lại vậy con? Không, đi lối này. Đi nào. Việc buộc dây này quan trọng lắm đó. Đây, lại đây nào. Thím cẩn thận đó. Được rồi, tới rồi. Được rồi. Thím đợi ở đây. Y tá đang mặc quần áo cho Sích Đa. Lát nữa thím cột dây cho nấy sao? Được mà, thím đợi ở đó đi. Đợi ở đó nha. Cái gì? Thím không nghe con nói gì cả. Không sao, thím đợi ở đó đi. Đừng lo lắng, thím sẽ ở đây mà. Thím sẽ không nhìn lén đâu. Thím hứa đó. Mình không thể nào để bị lộ được. Mình chắc chắn, một khi mình cứu được Aisha, mình sẽ chấm dứt câu chuyện về sóc cơ, hay còn gọi là cha. Ôi thần Linh ơi, mẹ thật biết lựa thời điểm quá đó. Mẹ vào là mình chết luôn. Bây giờ mà vào bệnh viện chi chứ? Giờ này ở bệnh viện sao con đem nhiều tiền vậy hả? À con, thím à, con đang nghĩ là con sẽ đưa số tiền này cho bác sĩ và bảo ông ta hãy cứu lấy Sích bằng bất cứ giá nào, ngay cả việc chi trả cho ông ta đi bằng chuyến bay đặc biệt nhất cũng được. Tất cả chuyện này con chỉ muốn là Sích tỉnh lại. Đáng lẽ con không định nói chuyện này với ai. Hiện tại con chỉ mong là Sích được bình an mà thôi. Cho nên con mới làm như vậy. Con đúng là một viên ngọc quý. Con là một chàng trai rất tốt. Thần Linh chắc chắn sẽ luôn phù hộ cho con trong cuộc sống này. Con không cần dùng số tiền này đâu. Ba mẹ Sích Đa và thím sẽ lo liệu mọi chi phí. Con cất số tiền này đi. Được chứ? Hãy cất vào đi. Được không? Nhưng con muốn lo cho Sích mà. Con mong là Sích sẽ sớm vượt qua được lần này. Không sao đâu. Cảm ơn con rất nhiều cha. Nào, thần Linh phù hộ cho con. Là giúp tôi hay là giết tôi vậy hả? Đồ rắn độc. À, Rodney con à. Rodney. Y tá xong chưa vậy? Thím sẽ không có nhìn trộm đâu mà. Thím. Ôi, ôi không. Hả?
Sao mình lại ở trong phòng tắm chứ? Mình đã đợi nãy giờ mà. Là sao chứ? Ôi, cửa bị khóa rồi. Ai đó đã nhốt mình trong phòng tắm sao? Xin chào, có ai không? Làm ơn hãy mở cửa đi. Tôi là Red Sam, tôi bị nhốt ở trong phòng tắm rồi. Hãy mở cửa ra đi nào. Ồ, là cô. Sao cô lại vào được đây vậy? À, tôi là Red Sam. Tôi là thím của Sodny. Chồng đó đang nằm ở trong này nè. Cái gì? Tại sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Tôi không có nói dối. Tại sao tôi phải nói dối chứ? Đi làm gì của cô đi. Sao đứng đây nhìn tôi hoài vậy chứ? Đi đi, nhanh. Đi. Đi đi. Ồ, bực mình quá đi mất. À đúng rồi, sợi dây màu đen. Mình phải buộc cái này vào chân của Sid. Mình phải làm nhanh mới được. Ôi thần Linh ơi, Sid ra đâu rồi chứ? Lỡ có ai đến đó thì sao? Mình phải nói gì đây? Mẹ. Mẹ. Mình phải làm gì đó để ngăn mẹ lại. Nghe nè mẹ, sao mẹ lại đến đây giờ này vậy? Rất đi à, mẹ không thể ở nhà. Mẹ cảm thấy lo lắng lắm. Mẹ cứ mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây, cho nên mẹ muốn ở bên cạnh con Sodny. Chúng ta sẽ kêu cha trở về nhà. Siddha có ổn không vậy? Anh ấy không ổn đâu mẹ, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Thật tốt khi mẹ ở đây. Dạ, chưa được ngủ chút nào, cho nên anh ấy về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta nên để anh ấy trở về nhà. Nào, để mẹ vào xem Siddha thế nào được chứ. Mẹ à, khoan đã. Nghe nè, mọi chuyện có ổn không con? Sao con nhìn lo lắng quá vậy? Không phải, ổn hết mà. Con định nói là con mải mê ở cạnh Siddha, nên con vẫn chưa có gì trong bụng hết, cho nên bây giờ con đói quá. Lẽ ra con phải nói với mẹ chứ. Đi ăn nào. Việc cần làm bây giờ là mình phải buộc sợi dây này. Ôi, mình phải buộc nó vào cổ chân của Siddha. Siddha đừng lo lắng, con sẽ ổn thôi. Hả? Ôi, ôi thần Linh ơi. Ôi, đó là một con ma. Vào thôi nào. Đó là một con ma. Ôi, ôi thần Linh ơi. Có ma. Có ma. Rớt đi. Âm thanh này không phải phát ra từ phòng của Siddha sao? Có ma. Đi nào. Cầm thêm tiền đi. Phải canh giữ con bé đó cho cẩn thận. Và đừng có đến đây nữa. Tôi sẽ đến chỗ anh vào ngày mai. Hiểu chưa hả? Ôi có ma. Có ma. Sao vậy? Có ma đó. Im miệng nào. Im miệng. Đừng có la nữa. Có chuyện gì với cô vậy? Sao giờ này cô còn xuất hiện ở đây nữa chứ? Sao không trở về nhà đi mà cô lại la hét như người điên vậy chứ? Đó là một con ma. Có ma đó. Sid đã mất tích rồi. Cậu ấy biến mất rồi. Cậu ấy không có ở đó. Sid không hề có trên giường. Toàn là gối mà thôi. Sid đã biến mất rồi. Ôi không, sắp bị lộ chuyện rồi. Làm ơn im miệng đi. Cô khiến cho tôi phát điên rồi đây nè. Thím ấy đã phát điên rồi. Làm ơn đưa thím về nhà đi mẹ. Con không muốn bệnh nhân khác phàn nàn về thím ấy đâu. Họ đuổi chúng ta ra ngoài đó. Ôi, cô ta sẽ gây chuyện ở đây mất. Nào, tôi muốn dành chút thời gian với con gái tôi mà cô cũng phá cho được nữa sao? Siddha đã biến mất rồi. Cậu ấy không có trong phòng. Cậu ấy đã mất tích rồi. Tin em đi. Tại sao mọi người cứ không chịu tin lời của em chứ? Mẹ có nhìn thấy chưa? Con đã nói với mẹ rồi mà. Không, em sẽ không bao giờ đến bệnh viện. Em sẽ không bao giờ đến bệnh viện. Nhưng mà đi đi, xin hãy tin em. Chị cứ vào phòng kiểm tra đi.
Siddha không hề có ở đó. Cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi. Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi sẽ cho cô thấy là cô hoàn toàn bị điên rồi. Cô làm tôi khó chịu quá rồi đó. Vâng, chị vào kiểm tra đi, nhanh lên. Mẹ, mẹ, khoan đã. Mẹ, đừng vào. Mẹ, nhìn đi, Sít không có ở đó. Mẹ, đợi đã, anh ấy đang nghỉ ngơi mà. Cô ấy nói nếu không phải thì cô ấy sẽ không quay lại bệnh viện nữa. Hãy để cô ấy gặp Siddha một lần đi. Ít nhất cô ta sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Đừng có hét lên nữa đó. Để em cho chị xem. Nhìn đi. Hả? Hét xong chưa? Ai đây hả? Đó là Siddha. Chạm vào và xác nhận xem đó có phải là Siddha hay là con ma.